mà mình thích đi. Tự nhiên nghĩ nó ăn chay tội nghiệp, trời ơi thằng con mình ăn chay thì ai ăn cái mấy món này. Nhưng mà có khi nào mà Vi nấu ăn là Thái cố tình chọc Vi, chê những món ăn của Vi nấu, có bao giờ Vi chạnh lòng? Vi khó chứ. Nhỏ có những lần mà mình chọc giỡn với bạn đó, chứ mình ăn thì khen thì mình ít cái khen lắm, tôi ít cái lời khen, nhưng mà mình chê là mình cái gì giờ đâu mình chê đó, coi mới phải mắng chân. Nhưng mà thật sự là lúc đó khó chịu nha, nấu cho ăn mà chê lên chê xuống nữa, nó ghét. Giận luôn. Giận á. Giận á. Bây giờ tôi nấu rồi lắc tôi che là tôi giận liền. Đây một hình ảnh mà phải nói là chưa bao giờ thể hiện. Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy ca sĩ Dương Ngọc Thái vào trong bếp thể hiện tài năng của mình. Cầm micro nhiều chứ cầm chảo chưa. Thế thì trong cái đoạn thời gian mà mình dùng cái từ chưa thức tỉnh đi nghe con, có bao giờ mà cô cảm, cô có chứng kiến, cô thấy, cô nghe con mình kể có những lúc vợ chồng xào xáo hay gây gỗ gì với nhau? Ngay cái lúc mà xào xáo thì chắc nó không có kể. Vậy là dậu. Không kể. Nhưng mà chẳng hạn như qua cái cơn đó đấy thì nó về nó nói, có khi Thái nó nói cô nghe. Thái nó nói với cô. Thái nó nói cô. Rồi cô mới làm việc với cô này. Là không phải tại vì chắc cô không có con trai thì cô cũng ưu ái một chút. Thấy mẹ quá thương anh Thái, chồng con luôn á. Con anh Tị. Cô Bình thì cô nói là chồng con vậy cô với con đi tìm cho mẹ cái gì mà 10 trên 10 đi con. Con có được 10 trên 10 không mà con biểu cái người đối tác với mình là phải 10 trên 10. Đúng không? Vợ chồng sống với nhau là thứ nhất là phải thông cảm cho nhau. Biết nhường nhịn nhau thì mới được, chứ còn như vậy nói thì là chỉ hiểu được đấy. Nhưng mà nó theo ý mong muốn. Xong rồi. Đang còn khen con rể quý quá trời ơi. Ngon chưa? Đầy đủ chưa? Bây giờ là xuống nhập tiệc thôi phải không? Dạ, thôi bây giờ mình xuống nhập tiệc đi, mình nói xấu Thái nhiêu đó đủ rồi. Dạ. Osdor, cực cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trân trọng giới thiệu nha, món này là món của cô Yến nè. Dạ, đúng rồi. Món này là món của Dương Ngọc Thái nè, làm nè, với món đặc biệt là tôm rim. Ăn đó. Với cơm trắng. Ai là làm tôm rim? Hai anh em làm. Wow. Sự chỉ đạo của Quốc Thuận. Cái này ăn với cơm trắng là bắt bá cháy luôn. Thì hôm nay là rất là vui được mời Quốc Thuận với lại các Cường đến nhà chương trình, mà thấy cũng chỗ tài nấu một cái món mà trước giờ ít bây giờ xuống bếp. Và khi mà mình nấu mình mới biết được cái công lao của người vợ với người mẹ nấu. Đó đúng rồi. Ơi gọi đò ơi 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 hỡi đò ơi. Nè. Dạ. Muốn gọi đò ra kiếm sông á, đứng ngoài trên bờ sông mà gọi đò. Dạ. Ở đây cái đường phố nhà cửa người ta gọi đò, đò ở đâu đây? Đò nào ở đây? Không biết cái gì hết trơn trời á. Thật ra là hôm nay đó là hai chị em của mình á là đi đâu? Đi đâu? Đi đến thăm nhà của nam ca sĩ nổi tiếng với ca khúc Gọi Đò. Đúng không? Quên rồi đúng không? Quên rồi đúng không? Ơi thì phải nói rõ đi, gọi cửa trong nhà. Nhà bạn tôi. Ai? Nhà ca sĩ Dương Ngọc Thái chứ gì? Đó. Mời quý vị khán giả cùng theo chân Quốc Thuận và Cát Tường đến gõ cửa thăm nhà vợ chồng nam ca sĩ Dương Ngọc Thái. Đi gọi đò ơi. Gọi hoài. Ôi, Dương Ngọc Thái. Hello bà Hiền. Hân hạnh mời hai người đẹp tới nhà nha. Dạ. Mời hai người lên phòng khách ha. Rồi đó, dạ. Gọi đò ơi, có sao không có ai đưa đò để con đò buồn yêu bận bên Xin chào hai vợ chồng, đôi vợ chồng vàng trong showbiz. Bây giờ cuộc sống của hai vợ chồng là như thế nào? Nhất là trong cái tình hình vừa rồi, cái dịch thì nó ảnh hưởng đến cái công việc cũng như là với cuộc sống gia đình. Tất nhiên là tất cả không phải riêng gì Thái, ai cũng anh em nghệ sĩ, ai cũng bị ảnh hưởng hết. Công việc nhưng mà bù lại một cái là mình khi trước kia chưa có dịch thì mình đi làm suốt, không có gần gũi gia đình, mình không có dành thời gian dành cho vợ cho con nhiều. Mình cảm giác là mình vì giống như mà cuộc sống mình nó bị thường lắm. Nhưng mà khi mà mình có dịch này thì mình
hạn chế không có show hát luôn á, hầu như là mấy tháng trời là tụi biết là không có show, không ai làm hết chứ, live stream không à, chỉ có ở nhà thì chỉ có đi quay game rồi quay mấy cái chương trình ở đài mời rồi cái nọ nó quay thôi. Nhưng mà thành thời gian mình ở nhà với con với vợ mình cảm giác là nó cảm sướng vô cùng. Nên bây giờ hết dịch đi nữa Thái cũng phải giữ vậy đúng không? Bây giờ đi ham đi chạy kiếm tiền nhiều nữa. Tại vì mình kiếm tiền nhiều đâu mình cũng đâu mình đâu chết đâu mang được đâu đúng không? Nên là tiền cũng kiếm nhưng mà mình vừa phải thôi, vừa đủ. Và mình vẫn để lo cho gia đình với vợ con mình nhiều hơn. Ovi, em là một ca sĩ nha, cũng là trong một cái nhóm nhạc lúc đó là rất là nổi tiếng, rồi bỏ ngang sự nghiệp như vậy, hy sinh tất cả để mà đứng phía sau lo hậu phương cho Dương Ngọc Thái. Có những lúc nào mơ ước được quay trở lại với vũ đoàn, quay trở lại với cái thời đó? Trong con người em á, lúc nào nó cũng có một cái lửa. Tại vì đối với nghệ thuật á thì em rất là mong muốn lúc nào cũng quay trở lại với nghề của mình á. Mình không nghĩ là cái duyên mà lấy anh Thái bỏ ngang cái nghề luôn thì em cũng rất là buồn. Sau đó thì mình nghĩ là thôi kệ, đúng đến cái độ tuổi là mình phải lấy chồng rồi, nên là nếu mà bây giờ mình theo nghề cũng được nhưng mà mình không có toàn tâm toàn ý cho gia đình của mình. Dạ đúng rồi, vì ba mẹ cũng nói bây giờ nếu mà cũng đỡ cái độ tuổi đó, cũng 23-24 tuổi thì con nên lấy chồng. Nào em thấy anh Thái đi hát là em thấy mọi người được đứng lên sân khấu diễn á, trời ơi cái người em không chịu nổi luôn á. Là hai vợ chồng có tập những tiết mục để diễn chung không? Có chứ, mấy tiết mục diễn chung trong live show Thái rồi, có bao nhiêu chuyện. Vì là gia đình em là em có mấy anh chị em? Có một bà chị nữa, hai chị em ở bên Mỹ. Chị em ở bên Mỹ. Dạ đúng rồi. Em cũng theo chồng, cũng thường xuyên đi nước ngoài. Vậy giờ mẹ là chỉ có ở với bà em thôi. Đúng rồi. Bởi vì sao là hai đứa này đó, bây giờ nhìn cảnh này mà nhất là con nước ngoài nữa, mấy đứa này ở nước ngoài nữa, rồi sau này coi như là tôi với rồi. Ông hai anh chị già ngồi ngó nhau đừng giận nha, lúc đó giận nhau rồi thua luôn. Thực sự là nãy giờ là hỏi han nhau để mà nghĩ như là mình chào đầu mình gợi mở gì thôi, chứ thật ra là hôm nay anh có mời một người tới đây ha. Rồi hai chồng đợi xíu nghe. Có khách tới. Có quyền, có bữa. Khách gì mà có quyền quyền cái nào. Nhìn kìa, ai tới kìa. Vô đây. Trời ơi, mà ngoại nấu cái gì mà hoành tráng vậy? Im lặng. Thôi chừng nghe, cẩn thận nha. Món khoái khẩu của ca sĩ Dương Ngọc Thái. Quá ngon. Nghe cái mùi này đã hả? Đó, rất ngon. Mẹ hay nấu cái món Thái thích đó, mấy cái món thích như cà ri gà rồi lẩu cá điều hồng. Nhiều cái món mà mẹ nấu mà cuối tuần mẹ qua mẹ hay nấu ăn rất là vui. Cô Yến ơi, là cô có thường xuyên qua đây để mà nấu ăn rồi hay là qua chơi với cháu không cô? Có, cô là cứ thường thường là cuối tuần. Dạ. Là khi mà công việc là của chú nó rảnh ấy. Dạ. Thì là cô hay xuống là chơi với lại mấy đứa nhỏ đó, là cứ cuối tuần là cô hay xuống và cứ nấu cái món gì đó theo đó. Là gia đình yêu cầu dạ. Mấy đứa cháu nó đu bà ngoại dữ không cô? Thật ra là nếu mà đu thì bé xu này nó đu bà ngoại dữ lắm. Bà ngoại xuống là không bao giờ ngủ ba mẹ luôn. Thật ra là cái người mà nó ấn tượng, mà người nó thần tượng nhiều nhất á là ba nó. Yeah. Là má nó thì thôi thua. Chỉ có ba nó thì mẹ thấy đau lòng nhỏ gái. Ba nó là cũng như là nó đi theo ấy. Nhưng mà chỉ riêng khi mà đụng tới bà ngoại á thì ba nó hơi lép một chút. Đúng không Su? Con thương ai nhất nhà? Thương bà ngoại nhất. Tại sao vợ? Sao thương bà ngoại nhất? Bà ngoại hay chơi với tụi con. Chơi ba mẹ bận quá mà đâu có chịu chơi với tụi con đâu. Thôi giờ gì đi, thôi giờ cho sẵn hôm nay tôi tới đây mời hai, mời luôn, mời hai người ăn luôn đúng không? Trời ơi, ngại quá Thái ơi. Thôi nhưng mà không sao, mời tôi không có từ chối. Bây giờ không lẽ mình làm có một món thôi? Không, hôm nay đặc biệt tôi làm có một món đặc biệt tặng vợ tôi chưa bao giờ làm. Món gì hả? Bí mật. Hồi giờ mấy người đàn ông chúng ta vào bếp. Giờ xuống dưới bếp ha. Được á. Rồi chị muốn làm cái gì đó chị làm nghe. Em xuống dưới. Tôi biết nhiệm vụ của tôi rồi. Rồi em xuống dưới, em phụ Thái nấu ăn nha. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau trên mâm cơm ở tại nhà của Dương Ngọc Thái. Ok
đây đây này bộ thấy món gì chưa, thấy gì chưa? Rồi trời ơi, trời ơi, có món gì ghê không? Tôm sim phải ở ở dưới miền Tây á, cái món tôm rim á là chúng ta thấy rất là nhiều, nhưng mà ở ở thành phố mình á là nhiều nhà ít có làm cái món tôm rim lắm. Cái này ăn cơm bắc nha, một bắc lắm nha. Ông có hay nấu ăn cho Vy không? Trời ơi, năm thổi mười thì trời ơi, tôi là cái món làm nhanh nhất là mì gói. Mì gói về bắt đầu chiên trứng rồi bỏ vô là xong. Nó vậy thôi. Nhưng mà cái món này là ông học ở đâu vậy? Bả là bả dạy, bả chỉ. Bả chỉ cũng là lâu lắm mà được làm được nha, dữ à. Dạo này Vy á, thứ nhất là ông hỗ trợ cho Vy để cho Vy có được cơ hội đi đi hát chung với mình. Ông thấy tâm trạng của cô ấy thì sao? Phải lắm rồi, thích lắm. Cổ đó là cái đam mê của cổ mà. Cổ rồi trước giờ là cổ thích đi hát mà mình, tại vì mình không có cho. Bây giờ là nghe nó cho đi hát lại vui lắm. Bây giờ là yêu chồng hơn. Yêu chồng hơn đúng không? Đó. Đó. Cô lại có hai chị em, hai đứa con gái đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là mình ở có hai vợ chồng ở tuốt ở Biên Hòa lẫn cũng không gần con trên này đúng không? Vâng. Có khi nào cô cảm thấy là mình nó bị trống vắng quá, nó bị lạnh lẽo quá không? Trống vắng thì nó không có trống vắng, thì dù gì cũng còn hai ông bà. Dạ. Nhưng mà nếu mà chẳng hạn như là buồn thì chắc cũng có. Thường người ta nói là con gái thì là sẽ tâm sự với mẹ nhiều hơn, sẽ hiểu mẹ nhiều hơn. Thế em ở xa mẹ như vậy thì em thấy như thế nào? Em có chạnh lòng không? Cứ chia sẻ thôi. Thật sự giống như chị bây giờ, chị lớn như vậy nhưng mà chị vẫn ở với mẹ. Ở với mẹ thì sướng lắm. Đó là một hạnh phúc. Dạ, ở với mẹ sướng lắm, không có gì mà sướng bằng hết. Tại vì do mẹ em thì chỉ sinh em với chị em thôi. Nhưng mà lúc nào em cũng nghĩ đến sau này là mẹ, ba mẹ lớn tuổi, không có người nào mà ở gần để em phụ giúp á. Mà những lúc mà tụi em cần thì ba mẹ lúc nào cũng có mặt hết. Nhiều lúc ba mẹ có công việc nhưng mà nhiều lúc thương nhớ cháu, nhớ cái con, chạy về tâm có mà chạy từ Biên Hòa xuống đây là 2 tiếng, nhiều lúc xuống đi chơi gặp mấy đứa nhỏ có nửa tiếng à là phải về, tại vì sợ tối là ba mắt kém là ba không có chạy xe được. Ngày xưa là em cũng ở Biên Hòa, lúc mà trước lập khi lập gia đình thì em có sống với mẹ không? Có, hồi trước giờ em sống với ba mẹ, nhưng mà em là hồi trước là tụi em ở gần đây, ở Phú Nhuận luôn. Sau đó là tại vì bà chị em á là đi qua định cư bên Mỹ nên là ba mẹ cũng không ở đó nữa. Tại sao là có cái sự việc gì mà mình lại xuống tới Biên Hòa lắm nha cô? Thật ra là Vy nó cũng không có biết nhiều, sau này á Vy nó mới biết. Chứ còn hồi xưa là cô ở phường 8, cô ở đây quận Phú Nhuận luôn. Vì ở trong một cái khu đất của gia đình cô, nhưng mà cách đây mấy năm thì cô có một cái biến cố lớn, nó ảnh hưởng trong cái công ăn việc làm của cô, thành ra là cô không thể ở được, thành ra là cô bắt buộc cô phải đi về lên trên Biên Hòa cô ở. Cô có thể kể cái biến cố đó là chuyện gì không ạ? Bà con cô biết cái biến cố đó không? Không, hình như là hai đứa nhỏ cô đều không cho biết hết. Lý do tại sao mình có con gái để tâm sự mà cô không cho con biết? Nói chung là con này lúc đó là cũng đi lấy chồng rồi. Chỉ còn con kia là cũng coi như cũng có ấy, nhưng mà cô cũng không muốn là phiền con hiểu không? Là mình làm thì mình nấy thôi, chứ cô không có nói cho con biết. Tới khi là coi như là cô không trở tay kịp á, đại loại cái chuyện nó ập tới cô phải xử lý là cô bán cái nhà của cô đó, là cô ấy thì lúc đó cô mới báo cho con biết rằng là như vậy, rồi cô mới dọn lên trên kia cô ở luôn. Khi mà em phát hiện thật sự là mẹ có cái sự cố để mẹ mới đi đó, chứ nếu có chưa có sự cố đó cũng là chưa chắc là thì mình đã vẫn để đó. Dạ. Vẫn để đó thì em có tuy là không có ở. Cảm xúc như thế nào? Tất nhiên là cái nhà đó hồi trước giờ là mẹ em sanh em ra em mở đó, cái nhà đó mà em rất là buồn luôn á, tại vì cái nhà đó là cái một cái nhà kỷ niệm tuổi thơ của mình với ba mẹ. Đúng rồi. Lúc đó mình có khi nào mình tự buồn tự trách bản thân mình là ồ sao mình hời hợt quá, mình không có chia sẻ được với mẹ trong cái giai đoạn đó? Có nói với mẹ điều đó không? Sao mẹ ơi, mẹ lúc đó mẹ không nói cho con nghe? Mẹ cũng có lúc đó là xong xuôi rồi mẹ mới nói. Thực sự lúc mà em về đó vẫn còn ở trong nhà đó, nhưng mà là cũng là bạn rồi, nhưng mà mẹ cũng giấu. Mẹ cũng không cho biết, em cũng không biết luôn á. Sau đó là em mới thấy mọi người xuống là mấy người gì người ta tới nhà, cái em mới bỡ ngỡ ra.
Lúc lúc đầu thì em cũng hơi buồn. Nhưng mà thật sự cô có nghĩ rằng là mình ôm một mình như vậy nó khổ quá, mình phải chia sẻ với con chứ cô. Mình có hai đứa con hả, mình phải chia sẻ với tụi nó chứ. Thật sự ra mình nói đối với mình á, nuôi con là trách nhiệm. Dạ. Còn đợi mà nó phải lo cho mình. Con ơi, nó còn chồng, con hiểu không? Chứ nếu mà chẳng hạn như nếu nó là trong gia đình nó chưa có lấy chồng thì cô không nói. Bây giờ cô không muốn con cô, chẳng hạn ví dụ như nó cũng muốn giúp mẹ, chồng nó cũng muốn giúp. Nhưng mà đương nhiên nhiều khi nó không có cái điều kiện cho lắm. Thí dụ mà mình làm như vậy nó cũng không hay. Đúng rồi. Dạ. Đó, thành ra là mình nghĩ như vậy thì thôi. Thì đằng nào cô cũng giải quyết mà. Thì thôi kệ, mình giải quyết luôn. Tại vì cô đang nói về Thái thì con xin hỏi một chút xíu. Thì khi mà con gái mình quyết định là lập gia đình với một người cũng hoạt động nghệ thuật mà Thái lúc đó cũng rất là nổi tiếng, xung quanh chắc là cũng có nhiều vệ tinh ha, nhiều rồi đi diễn như vậy, cô có lo không? Thái làm trong cái ngành này á thì cô cũng không ngại, bởi vì thật sự ra là ông cụ nhà cô cũng là nhạc sĩ. Thành ra là nói chung là mình cũng có cái gen, thành ra với cái đó thì mình không sợ. Nhưng mà Tường nói đúng là cô cũng sợ. Theo như cô nhận thấy thì Thái của những năm trước, trước khi bắt đầu vào gia đình mình hoặc là mới vào làm rể nhà mình, và Thái bây giờ có những cái điểm gì nó khác nhau không con? Khác đó. Thái mới vào thì đương nhiên là cũng có những cái đương nhiên là mình chưa hiểu nhau, thì đương nhiên cũng có cái nhìn đấy. Chứ hồi trước thì Thái còn ham vui, cái lúc mà nó mới lấy á thì là chắc hình như đi hát xong cũng không có chạy về nhà đâu, khuya rồi mới về. Khi mà có con bé Su rồi mà cô nói thẳng luôn. Sao cô biết? Lúc đó cô ở riêng hay ở chung? Cô ở riêng mà cô đâu có đúng ở rồi, chung nhưng đâu. Nhưng mà con bé này nó về chơi, nhiều khi thấy ủa không thấy chồng nó thì mình cũng có hỏi chứ. Đó thì mới nói ủa sao không thấy chồng con đâu, thì là nó ở ảnh đi diễn. Mà đi diễn thì nhiều khi khuya quá thôi ở bên nhà mẹ đi rồi ấy. Nó mai nó rước mà mình thấy nó không qua rước thì thôi rồi ông nó đi chơi. Đại loại như vậy. Thì mình còn thấy như thế nào, lúc đó cảm xúc của mình. Thì lúc đó là mình thấy chà, cái này hơi căng à. Hồi trước mình cũng nghĩ vậy đó, mình sợ đúng không? Cái đó là tập trước, coi như là những cái năm đầu. Nhưng mà bắt đầu từ chừng cỡ khoảng hơn một năm nay, từ khi mà nó chứng kiến được cái con bé Si xanh, cái con bé nhỏ này đó, hình như không biết cô không biết tại sao nó có sự thay đổi rất là ấn tượng. Tại vậy á, cô nhìn thấy rõ luôn mà. Con trước rồi vẫn chưa thay đổi. Chưa. Đến cái đứa sau cùng này. Đây, cái đứa đó là ông dứt khoát rồi. Dứt khoát kỳ này là không nhận đâu hết trơn á. Không nhận nữa. Qua là theo dõi luôn. Là theo dõi. Có vào luôn. Phòng xanh không? Có vô luôn, vô, làm tùm lum ở trong đó luôn. Anh vô với em rồi từ lúc mà em chưa đau bụng đến lúc mà em vỡ nước ối, sau đó là em xanh luôn. Mà anh nói là kỳ này nhất quyết là anh phải nhìn được mặt con ảnh. Chứ bây giờ ảnh con nhiều mà ảnh không được nhìn đứa nào hết. Thì khi mà ảnh nói là một người phụ nữ mà sanh cho mình một đứa con về chỗ sống đâu, trải qua biết bao nhiêu cái khổ vậy. Chính ảnh về ảnh cũng nói là ảnh sẽ không nhậu nữa. Anh nói với gia đình ảnh á, nói với mẹ ảnh á, nói ba mẹ, mẹ ơi con kìa, con bỏ nhậu ở nhà, con không nhậu nữa đâu nha. Bà sự thật là khi anh nói là bà làm được luôn. Làm đó. Luôn á, trời ơi làm được luôn á. Mà chẳng chẳng những như vậy á, mà ăn chay luôn. Mình không nghĩ Thái ăn chay. Tại vì nói thẳng luôn á là nữ nè, không mình nói nha. Dạ. Là mình ăn tươi nó dễ, chứ còn nam thứ nhất là nó là trong giới á. Đi ra ngoài. Đúng rồi, đi ngoài đường rồi tiếp khách rồi nhậu với bạn bè. Vậy mà nói vẫn rất đúng nha. Vậy là chắc Thái có cầu nguyện cái gì đúng không? Dạ không luôn, anh đâu có cầu nguyện gì đâu. Tự nhiên tại sao ăn chay? Tự nhiên cái ảnh, cái đó là phải hỏi ảnh rồi, em cũng không biết luôn á. Cái đó từng phải hỏi nhưng mà mình nhìn em có hỏi nhưng mà anh nói là tự tâm anh xuất ảnh mà anh muốn vậy. Thương vợ à, những lúc mà ông nấu gì nè, ông có thấy là thương vợ không? Thương chứ. Mà thật sự luôn là trước đó mình ở với mẹ đó. Thật sự là mẹ nấu không à. Mẹ nấu mấy cái món mà mình thích không à. Mà mẹ biết mà, mẹ biết mình thích món gì. Mình có thời gian tôi ăn chay á bộ. Đúng rồi. Bà già bà về mỗi lần bà nấu cái món gì mà tôi thích á là bà khóc. Vậy hả? Tại sao bà biết sao khóc không? Sao? Tại vì cái món mà thích mình về lâu lâu mình về mình nấu má muốn nấu cho mình cái món mình thích. Mà mình đi ăn chay nhà ai cũng ăn mặn, ai cũng nấu nhiều cho nấu mấy cái món mà mình thích đi, tự nhiên nghĩ nó ăn chay tội nghiệp. Trời ơi thằng con mình ăn chay thì ai ăn cái mấy món này. Nhưng mà có khi nào mà Vi nấu ăn là Thái cố tình chọc Vi chê những món ăn của Vi nấu, có bao giờ Vi chạnh lòng Vi khó chứ? Nhỏ có những lần mà mình chọc giỡn với bạn đó.
chứ mình ăn thì khen thì mình ít cái khen lắm, tôi ít cái lời khen, nhưng mà mình chê là mình cái gì mình giờ đâu mình chê đó coi mới cảm ơn chứ. Nhưng mà thật sự là lúc đó khó chịu nha, nấu cho ăn mà chê lên chê xuống nữa, nó ghét giận luôn, giận á, giận á. Bây giờ tôi nấu là lắc cái chê là tôi giận liền. Đây một hình ảnh mà phải nói là chưa bao giờ thấy hiện lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy ca sĩ Dương Ngọc Thái vào trong bếp thể hiện tài năng của mình, cầm biro nhiều chứ cầm chảo thì chưa. Thế thì trong cái đoạn thời gian mà mình dùng cái từ chưa thức tỉnh đi nghe con, có bao giờ mà cô cảm, cô có chứng kiến, cô thấy, cô nghe con mình kể có những lúc vợ chồng xào xáo hay gây gỗ gì với nhau? Ngay cái lúc mà xào xáo thì chắc nó không có kể. Vậy là dậu. Không kể. Nhưng mà chẳng hạn như qua cái cơn đó đấy thì nó về nó nói, có khi Thái nó nói cô nghe. Thái nó nói với cô. Rồi cô mới làm việc với cô này. Là không phải tại vì chắc cô không có con trai thì cô cũng ưu ái một chút. Thấy mẹ quá thương anh Thái, chồng con luôn á. Con anh Tị. Thôi cô Bình. Thì cô nói là chồng con vậy cô với con đi tìm cho mẹ cái gì mà 10 trên 10 với con. Con có được 10 trên 10 không mà con biểu cái người đối tác với mình là phải 10 trên 10. Đúng không? Vợ chồng sống với nhau là thứ nhất là phải thông cảm cho nhau, biết nhường nhịn nhau thì mới được, chứ còn như vậy nói thì là chỉ hiểu được đấy. Nhưng mà nó theo ý mong muốn. Xong rồi. Trời ơi, đang còn khen con rể quý quá trời ơi. Ngon chưa? Ngon đầy đủ chưa? Bây giờ là xuống nhập tiệc thôi phải không? Dạ, thôi bây giờ mình xuống nhập tiệc đi, mình nói xấu Thái nhiêu đó đủ rồi. Dạ. Osdor, cửa cuốn an toàn và thông minh, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trân trọng giới thiệu nha, món này là món của cô Yến nè. Dạ, đúng rồi. Món này là món của Dương Ngọc Thái nè, làm nè, với món đặc biệt là tôm rim, ăn đó. Với cơm trắng. Ai làm bánh. Tôm rim? Hai anh em làm. Wow. Sự chỉ đạo của Quốc Thuận. Cái này ăn với cơm trắng là bắt bá cháy luôn. Thì hôm nay là rất là vui được mời Quốc Định với lại các trường đến nhà chương trình, mà thấy cũng chỗ tài nấu một cái món mà trước giờ ít bây giờ xuống bếp. Và khi mà mình nấu mình mới biết được cái công lao của người vợ với người mẹ nấu. Đó đúng rồi. Mình ngồi mình xào mình nấu. Mình đặt cái tâm tư tình cảm của mình vô đây hết, đặt cái tâm mình vô đây hết, mình vô bị chê nữa là thua. Nó bởi vì tại sao chứ mình chê người ta. Giống nhận đúng không? Vui thôi. Vậy hôm nay có được quyền chê không ta? Dằn mặt trước quá. Xem xét coi như thế nào đi. Thử đi. Dạ. Mẹ mời cô. Rồi. Mẹ thử cái món này có nấu mẹ. Sao món chương viên sao? Rồi. Nó vốn vốn. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ. Nó tươi xanh rồi. Ngon. 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 Vì thế cái bữa cơm gia đình đó nha. Rất là quan trọng. Đối với em là em rất là trân quý cái điều này. Hồi trước em ở với lại ba mẹ em á, thì lúc nào là mẹ em cũng nấu cho em ăn những cái món ăn vậy á. Nên lúc nào em cũng rất là muốn là sau này gia đình nhỏ của em cũng anh Thái anh cũng dành cho nhau gia đình nhiều hơn. Thật ra người đàn ông ra ngoài bươn chải nhận show hát nhiều cũng vì vợ con đúng không Thái? Đúng rồi, ra là như vậy con. Nhưng mà thí dụ mình ra mình cảm thấy nó đủ là nó đủ, bây giờ mình cũng là yên ổn hết. Vậy bây giờ mình sắp xếp lại được. 3 năm trước trở lại trước thôi, tôi là một người khác. Tôi là một người con người khác, bây giờ tôi là một người giống như mà bàn tay trắng bàn tay người ở trà đen vậy đó. Như vậy luôn á, tôi thay đổi một cách đột ngột nhìn mà ai cũng bất ngờ, đặt như đầu tiên mà thấy là rõ nhất là vợ mình. Đúng. Là vợ mình là sát cánh mình nhiều, thấy mình rõ cuộc sống mà tự động Thái thay đổi từ lúc mình sanh đứa bé sau đó. Thế lý do gì hay là nhất lúc đàn ông mình lúc khi mà mình vô phòng sanh, như mình hãy mình nói nó vô phòng sanh thấy vợ đã sự đau đớn mang nặng đẻ đau, khi mình sanh con cho mình thì khổ cực như nào, cái gì nữa là đến lúc đàn ông điểm dừng chơi chúng lúc điểm dừng cái tuổi mình dừng lại là mình nghĩ là thôi dành thời gian để lo cho gia đình là chính. Thật sự hồi đầu á là cô là không có đồng ý em đâu. Dạ. Chưa có đồng ý em đâu. Vậy thì cuối cùng cô suy nghĩ, cô phân tích, nhưng mà phải có một cái gì nó chốt hạ là vì cái gì của Thái, tại sao mà cô đồng ý gả Vi? Cô thấy Thái là nó có cái thật, cái trong cái giới nghệ sĩ thì nói chung là thường thường ta nói có tài. Có tài. Vậy lại có thật. Dạ. Mà Thái thì lại không có cái điều đó là một. Với lại nếu mà bây giờ cô dùng cái danh từ là có tâm á,
á, là nó sống biết chuyện là một, với thứ hai á, là coi như là nó đối xử với con gái cô chân thành. Mặc dù lúc đầu cô cũng không hài lòng ngay, nói thẳng luôn. Nhưng mà qua một thời gian là cô cũng tìm hiểu, nói thẳng là cô cũng tìm hiểu. Sau một thời gian đó thì cô mới chấp nhận là Thái là làm rể cô. Bây giờ là cô quá hài lòng rồi đúng không ạ? Còn bây giờ thôi, bây giờ nếu mà hôm nay sẵn nói cô chốt luôn. Dạ, chốt đó, cái vấn đề đó. Bây giờ có con ở đây. Bây giờ hai đứa luôn, bây giờ mẹ nói. Nói chung á, là những lúc mà con đi đâu hay gì đó, mẹ rất cảm ơn con. Là con vẫn chẳng hạn như có cái gì đẹp hay cái gì đó con mua về cho mẹ. Đấy, là mẹ rất cảm ơn. Đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất, cái món quà mà mẹ cho rằng là nó có ý nghĩa nhất, mà mẹ xứng đáng nhận và mẹ nghĩ là cái mẹ chấp nhận là con làm rể là không có sự sai lầm. Những cái thay đổi của con là con hoàn toàn con vì gia đình, là một lo cho vợ, lo cho con, rồi là coi như là đúng là một nghĩa ở đàn ông chuẩn mực. Thì cái này mẹ nói đây là một cái món quà lớn. Mẹ rất cảm ơn và mẹ cảm thấy là cái quyết định của mẹ đó sáng suốt. Hay quá, hay quá, hay quá. Đúng là một cái bữa cơm mà nó thật là ý nghĩa đúng không bồ? Đúng không? Đó. Và Quốc Thượng cũng bật mí luôn, sở dĩ có một cái bữa ăn ngày hôm nay và có một cái sự họp mặt ở đây, nó không phải tình cờ đâu. Tất cả mọi thứ nó đều là có sự sắp xếp. Và người mà đứng ra sắp xếp đó chính là người đàn ông của gia đình này. Còn nữa, hãy có gửi cho Quốc Thượng hai tấm thiệp này. Trong đây nó có rất nhiều tình cảm trong những cái dòng chữ ở đây. Dạ mẹ. À rồi, mẹ cảm ơn. Bố mẹ kính yêu, con cảm ơn bố mẹ đã cho con người vợ tuyệt vời. Vừa yêu thương chồng và lo cho con, mà còn giúp chồng và cùng sát cánh cùng chồng lúc khó khăn nhất. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều. Con mong và cầu chúc bố mẹ sẽ nhiều sức khỏe và sống trường thọ với con cháu. Con yêu bố mẹ nhiều. Hay, mẹ cảm ơn con. À, có một điều cho cô xin phép với sẵn chương trình này. Cô rất cảm ơn. À, nếu mà không có cái chương trình này thì chắc có lẽ là cô cũng sẽ không nói ra được. Và cái gia đình này nói chung là nói gì cha mẹ con gái gì á, mà mình hiểu nhau hơn, mình nói ra được những cái điều đó là một cái điều đáng quý. Mà chỉ có khi mà có cái chương trình này thì mẹ con, bố mẹ thì mới có thể nói với nhau được. Cô rất cảm ơn một lần nữa. Mọi thứ thì có thể diễn được, nhưng về cái cảm xúc chân thành thì không thể nào có một cái bàn tay phù phép, hay không có thể nào mà chúng ta có thể diễn được hết. Tại cái nghề của tụi mình, đúng không? Đều là diễn hết. Nhưng mà chỉ có những cảm xúc chân thành nó mới đi vào trong trái tim và đi vào trong lòng người thì mới bộc lộ hết tất cả. Anh hôn đọc thơ chồng. Không, thật sự là em mới đọc thư mẹ thôi mà em đã rớt rơi nước mắt kìa. Tại vì rất là nhiều cảm xúc. Em, chồng em từng hay nói em rất là mít ước. Nhưng mà tại vì chắc em cũng vậy. Chắc cũng đúng. Nhưng mà rất là đúng lúc để mà em phải rớt nước mắt. Tại vì lúc nào anh cũng dành cho em những cái gì bất ngờ, giống như sự thay đổi của anh. Vợ yêu, chồng cảm ơn vợ rất nhiều đã hy sinh cho chồng và mấy đứa con. Sẵn sàng hy sinh công việc yêu thích, lo về hậu phương, lo cho chồng và con, ủng hộ và đồng hành cùng chồng trong công việc và cuộc sống này. Hôm nay chồng xuống bếp. Không biết là sao. Em lại cảm xúc quá. Tức là tại vì chắc là cũng chưa bao giờ anh thấy xuống bếp hết. Nhưng mà những cái gì mà anh ấy làm cho em đều lúc nào cũng ghi trong lòng em hết. Hôm nay chồng xuống bếp là món bất ngờ cho vợ mới hiểu được sự khổ. Cái khổ của người phụ nữ như thế nào. Cảm ơn vợ.
trình rất là nhiều. Thật sự không, ngày hôm nay rất là cảm động luôn á. Ngoài cái này món quà này ra mình còn hai món quà bất ngờ nữa. Nữa hả? Đừng có nói là giấy báo tin vui nha. Hồi nãy giờ là khóc lên khóc quá gì đâu. Tặng cho mẹ, bố mẹ cũng như là tặng cho vợ trong ngày hôm nay. Khóc nữa hả? À? Không khóc nữa đâu. Cần cái gì vậy? Cha ơi. Wow. Wow. Tặng cho mẹ trước. Tặng cho mẹ cái loa lavender này mẹ thích. Rồi trời ơi mẹ cảm ơn con. Có con loa lavender với lại một cái món quà rất là ý nghĩa vui, ăn phước lộc thọ bằng vàng. Wow. Wow. Trời ơi. Rồi cái này là quá bất ngờ cái thấy ơi. Dạ. Chứ có gì mà thùng thùng với nhau. Ừ quá chắc đi là con gấu nhồi bông hay gì á. Wow. Trời ơi. Wow, rớt tiền đây ra, rớt tiền ra, Hoa rớt tiền. Lộm. À, Hoa rớt tiền nha. À. Tự nhiên mở ra thấy Hoa cái mặt bả hơi bị sụp. Mặt hơi sụp. Có lấy tiền cái mặt nó tươi lên. Thấy không? Định hình lại. Su ơi con thích ông Su. Rồi. Thích không? Thích không? Rồi. Có lẽ là người hạnh phúc nhất ngày hôm nay không phải hai vợ chồng này đâu mà là cô Yến đó. Và xin rất là cảm ơn một cái buổi mà nó rất là ý nghĩa trong ngày hôm nay, một cái bữa ăn rất ngon với những câu chuyện rất là cảm động, rất là dễ thương, gần gũi và tử tế với nhau. Thái cũng thay mặt gia đình cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn bạn Hiền, Quốc Thuận đã đến đây, chị đến đây để giao lưu cùng gia đình và cho một gia đình của mình nhiều cảm xúc trong bữa cơm ngày hôm nay. Và cũng nhờ chương trình mà cho Thái biết được một điều là xuống bếp nó quan trọng như thế nào. Đúng vậy. Đây là sẽ sắp tới sẽ xuống bếp nhiều chút, làm cho vợ ăn nhiều món ngon chút. Kính thưa quý vị khán giả, trước khi kết thúc chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đến với gia đình của ca sĩ Dương Ngọc Thái, thì Quốc Thuận thay mặt cho chương trình xin cảm ơn nhà tài trợ Outdoor, thương hiệu quốc gia cửa cuốn an toàn và thông minh, tính năng đảo chiều và tự dừng khi gặp vật cản, chống sao chép mã số mở cửa, cảm biến khói, còi báo động, báo cháy, đèn trong nhà tự báo sáng khi cửa cuốn mở lên. Cảm ơn Outdoor đồng hành cùng với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Kính thưa quý vị và chương trình chúng tôi